Và tiếp tục hôm nay Lê Tuấn lên đây review chiếc này cho các bác. Xong rồi thì nhiều bác hỏi em chiếc xe ở bên. Vậy hôm nay tiếp tục em lại review cho các bác cái xe em ở bên này. Đó là em cũng là MBZ. Và nha, em MBZ này là có đầu có giấy tờ, còn mọt không có giấy tờ, 135 triệu, vỏ đồng bộ hết các bác nha. Hai cái, một cái này là 125 mà cái này 135, không biết là máy móc như nào mà cái cao cái thấp. Vỏ trước là 8 25 20, vỏ sau là 14 18 4 30. Đây, 18 4 30 to đùng. Xe này đang hoạt động và chạy chở rác cho công ty đó nhá. Và lúc này xe đang còn hiện tượng có bình, có đề và đầy đủ xe khô ráo. Chủ kêu 135 triệu còn trả giá có nhá, chứ không phải là kêu như vậy mà lấy luôn. Các bác cũng chẳng có ngu gì mà các bác lấy liền, mà các bác phải đến tai nghe mắt thấy tai rờ và cũng không được tin em nói nhiều quá nhá. Em nói là em nói, còn việc của các bác là các bác mua là các bác phải tai nghe mắt thấy tai rờ. Chim to bướm lớn là quyền của các bác cả, đó là em nói. Còn các bác có lại rờ hay không, bao nhiêu tiền ngã giá rồi các bác lại chơi các bác nhá. Đấy, đây 18 25 20 vừa trước, vừa sau 18 4 30. Và cuối cùng là một cái đinh rỉ, tức là gọi là cái cabin. Thì cabin này nó chỉ còn có một tấm kính này, còn đâu là xong hết rồi các bác. Trống trơn trống đẻ luôn, khủng khiếp luôn, ngồi đây chắc là chết luôn. Đấy, các bác bỏ tiền ra các bác mua này chắc là cũng là khủng khiếp nhá, tùy theo các bác. 135 triệu, đây chủ nhà kêu như vậy. Và mọt là đây, mọt 2m4, cao là 1m8, dài 5m, cầu Hyundai 18 tấn, và đít của em đó là hai ấy đó nha, và có tibien đầy đủ đăng riêng của nó luôn đây, nhưng không xài đến. Còn hai ống dầu chia đôi thì các bác biết là cái loại xe này đời bao nhiêu rồi. Các bậc tiền bối trên kênh của em rất nhiều lão thành cánh mạng về nghề xe, các bác biết. Còn có gì sai mong các bác thông cảm với em. Riêng cái mòn này là có bắt một cái bù lông rất khủng khiếp to đùng, và chữ A rất lớn, cặp theo chữ A là một cái mọt ở dưới lắp đi cùng 5 tháng với cái đít xe này, khủng khiếp đó không? Chân cao, đùi lớn, bướm rộng, lông dài. Và tiếp tục là một cái mọt này thì xấu lắm các bác nha. Đấy, nó cũng đã từng 5 tháng nới ra rồi nới vào, rồi đến bây giờ nó toàn hoác ra rồi thì vi bán. Mà bán cái giá thì 135 triệu, các bác thấy có được không? Nếu được các bác alo cho em dẫn các bác đến để các bác xem coi dung nhan của em có đẹp cỡ nào mà chủ kêu ghê như vậy nha. Đấy, theo tôi tới tả nhìn thì coi như là không ra một cái gì mà lại giá cao, thì theo ý các bác như thế nào các bác cứ điện thoại cho em dẫn các bác đến các bác nha. Đấy, và cuối cùng em đi tiếp tục trên con đường tìm kiếm những cái cũ của người ta về làm cái mới cho mình để các bác. Đấy, và hôm nay tiếp tục em chui xuống cái hãng của em nữa cho các bác coi thì đây, cầu Hyundai hay là Hino gì em cũng không lạ, không rõ, nhưng các bác xem các bác thông cảm gì nha. Vỏ và cầu đây, tùy các bác nha. Hai con, các bác muốn lấy con nào các bác lấy nha, các bác lấy cũng được, về xài hồi rồi cái dù công an phường nó gọi lên thì cứ bảo em chị. Đấy, cứ thế cho em. Đây các bác, rồi ok. Đây này, hư hết rồi, nó bị táp hết rồi, nó tùm lum hết. Đấy, 110020, cái kia thì 12, cái này 120020 thì cái này 110020 nha, nhỏ hơn một tí. Đây các bác, rồi và tiếp tục. Đấy, đỉnh cao của đỉnh cao, tiếp núi của đỉnh cao là Xin Xoa, nhưng cũng không có lấy gì làm Xin Xoa bởi vì nó cũng hư hết rồi các bác, mục hết đó nha, mục hết rồi. Cái đúng là cái mọt này là không có làm ăn được gì nữa, về sửa lại cũng là bây giờ cái này chỉ bán sắt vụn thôi, em nói thật với các bác như vậy. 18 4 30 đây. Đấy, và riêng cái mọt này và em này thì em này còn xài tạm được, còn em này là đã là già nua rồi. Đấy, đắp táp tùm lum rồi, em này xấu, em này còn tạm được tí. Hai em thì chủ kêu 135 triệu và 125 triệu các bác nhé. Đấy, tùy được các bạn. Đấy,
Rồi. Đấy, em nó có như vậy thôi các bác ạ. Thôi em cũng lên cho các bác một video để cho các bác đỡ tranh lòng, thương nhớ. Bởi vì mỗi khi nghề nghiệp mà cơn nổi lên, cơn mê, đúng không ạ, đam mê mấy cái mà nổi lên thì cũng xem một chút cho nó vui. Nhớ các bác nhớ cho em một like. Và ai chưa đăng ký thì đăng ký kênh. Ai muốn bán cái gì thì hãy gọi điện cho em. Dạ, em đã bán cho các bác. Và cuối cùng thì em xin chân thành cảm ơn các bác. Xin hẹn lại video sau các bác nha. Rồi, ok, em xin dừng tại đây. Và cái này, đấy, Belarus, đấy, 800 là cái này 125 triệu. Cái này 135 triệu, chủ kêu như vậy, có giấy tờ. Đấy, cái này em MBZ, đấy, thì em cũng không rành lắm. Nhưng mà mong các bác thông cảm, bỏ qua. Và cuối cùng, em xin dừng video tại đây, hẹn lại video sau. Xin chân thành cảm ơn các bác.